Rồi, dạ xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem các kênh YouTube. Thì mới đây thì có một thông tin cũng rất là mới về Asin. Khi mà cái bản năng gọi là nhận bà con nuôi của mình là bắt đầu là gì tái hiện ra. Thì cha đồng bằng mới xem được cái đoạn clip mà nhận là chị giao là gì em nuôi đó. Em nuôi thì cha đồng bằng suy nghĩ như thế nào? Thì nói chung á là để nói cho rành để cho cô chú anh chị mà theo dõi á, là biết được cái thông tin từ ở đâu mà ở đây là tụi em chia sẻ là Asin nhận chị giao làm em nuôi. Tại vì trên cái TikTok TikTok của Asin thì có chia sẻ một cái clip thì cũng thông báo với anh chị là hiện tại bây giờ là chị giao đã đón được đứa con trai 17 tháng rồi và đang rất là an toàn. Thì chị Giao đang bế đứa con thì Asin mới cầm trái chuối mũ và chuối gì đó á là cầm chỉa trái xài hay trái chuối đâu không biết, thấy cầm cho chút xíu thôi nè trái cây á nè cầm đi con, múp đi con, cậu ba đi con, kêu cậu ba đi con. Đúng rồi. Đó thì mới rõ ràng là ví dụ như một người bình thường á nè kêu chú đi con hay gì đó, còn này là kêu cậu ba thì rõ ràng ở đây là có thể là Asin đã nói với chị Giao là nhận làm em nuôi rồi nên mới gọi là cậu ba đó. Và cái clip này á, thì rõ ràng á, là chứng minh cái vấn đề là Asin đã độc quyền cái hình ảnh của chị Giao rồi và gắn logo là Asin luôn. Thì tại vì hiện tại bây giờ không ai tiếp cận được cái hình ảnh của chị Giao, cũng không ai biết được cái thông tin là chị Giao đang ở đâu. Chúng ta chỉ biết là chị Giao hôm trước là đang ở với đại gia Chiến Loạn thôi. Đúng rồi. Đó, đúng không? Nói về cái vấn đề mà độc quyền á, thì để mình nói một chút. Cái ngày đầu tiên khi mà Asin gọi là cắt đuôi tất cả anh em YouTube ngoài đó thì mình có gọi Asin, mình đã mình nghe những cái clip mà anh em nói là Asin cắt đuôi là Asin đúng độc quyền hình ảnh đó, mình có gọi Asin nói thì Asin nói là ai mà nói anh độc quyền hình ảnh đó, anh đá vô họng từng đứa hết đó. Thì ngày hôm nay chính anh đã đá vô cái họng anh rồi đó, cái hình này mà anh không độc quyền anh là cái gì đó, chính anh luôn, anh phun ra liếm lại đó, chính Asin nha, phun ra liếm lại. Tôi còn đủ cái những cái lời nói của anh, những cái bằng chứng anh nói rằng anh không có độc quyền, nhưng mà ngày hôm nay anh phải nói là anh một cái kịch bản quá hoàn hảo đó, để nhằm làm gì, đánh vào lòng thương của Mạnh Thường Quân đó, để anh trục lợi trong cái câu chuyện của chị Giao này. Không đơn giản mà anh Asin này nhận chị Giao làm chị nuôi đâu, ủa em nuôi đâu. Anh đã nhận rất là nhiều rồi, như là cái gì vụ Tấn Sà Lan nè cũng có là má nuôi nè, rồi cái vụ ở hiếp dâm gì đó cũng có là em nuôi con nuôi gì đó, rất là nhiều. Anh ta tới đâu là những cái người nào mà có view, có like, có lợi ích là sẽ được làm gọi là anh chị em nuôi của cái Asin này. Mà sẵn đây á, thì nhắc về cái vụ của Tấn Sà Lan với chị Hà đó, thì cũng rất là nhiều anh chị khán giả cũng bình luận ở trên kênh của các anh em đây, thì cũng nhắc nhở là không biết là hỏi thăm là anh Asin á, thì hiện tại bây giờ giúp đỡ mẹ nuôi tới đâu rồi, mà sao bây giờ bỏ mẹ nuôi bơ vơ không có về để mà lo cái chuyện của mẹ nuôi mà đi chạy ra ngoài Hải Dương làm diễn ngoại, trong khi là cơ quan chức năng người ta đã vào cuộc rồi và là cũng có vị đại gia lo rồi, thì không biết tại sao Asin vẫn đu quá mãi mà đi mặt vẫn chai mặt để mà không bay về để làm cho Tấn Sà Lan cho ra lẻ đi, mà giúp mẹ nuôi mà cứ ở ngoài để làm gì, mà nói rằng là tôi làm á là không phải là muốn độc quyền, không có quê cô lai không có quay gì trên qua này, không quay được clip nào đó. Đúng rồi, có nói mà đó, nhưng mà hiện tại bây giờ là có clip ở ngoài rồi và chắc chắn là có thể đã quay rồi nhưng mà chưa up đó, để từ từ để dành, tại vì sao độc quyền mà chứ mình thôi, để dành từ từ đó. Còn cái vấn đề mà nói về cái vụ mà Tấn Sà Lan đó, đúng không, bởi vì cái mẹ nuôi á đừng có thắc mắc thì hỏi anh Xin bây giờ anh Xin ở đâu, bởi vì mẹ nuôi bây giờ hết view rồi. Đó, hết view rồi. Bây giờ chị Giao có view quắc bế gì đi mẹ nuôi chi đó, hết giá trị lợi dụng ở trong câu chuyện này. Asin nói đầy đủ bằng chứng bắt Tấn Sà Lan. Tôi nói thiệt tôi mà đứng bên cái phía mà người nhà Tấn Sà Lan, tôi thương Asin đi tù này 80 kiếp rồi đó, vu khống xuyên tạc người khác, giết người này kia rất là nhiều đó. Ngày hôm nay thì ra nhận chị Giao làm chị nuôi, mai mốt á, ủa em nuôi chứ mai mốt mà chị Giao hết view á thì cũng giống như cái bà mẹ kia thôi đó, chứ chẳng ai khác gì, hết giá trị lợi dụng thì anh ta đi thôi. Tôi khuyên anh á, đừng có để là Asin cùng anh em xã hội, nghe nó buồn cười quá, bỏ cái chữ xã hội đi, Asin không thôi, cùng anh em xã hội, không anh em xã hội không ai dơ gì hết, nói thẳng. Nhưng mà tôi ghét cái kiểu như thế này, thật sự ra ở đây á, là tất cả các anh em YouTube làm thì đã hiểu với nhau rồi, đừng có nói cái câu dơ hay là sạch, và mình là đạp người ta xuống để mà mình nâng cái quan điểm mình lên để chứng tỏ với xã hội là tôi là giúp đỡ, tôi là anh hùng này kia cả. Dơ, nó thật ra nó dơ còn hơn những người khác nữa. Mà nói người ta là YouTube không được sạch. Nói về cái vấn đề dơ này á, để mình nói lại chuyện cũ cho mọi người nghe. Asin này thì ngày xưa mình lật mặt hết một lần rồi.
đó, và cũng cách đây mấy tháng là có gọi điện mình năn nỉ mình xóa clip đó, năn nỉ đàng hoàng nha, không phải gọi điện bắt xóa, năn nỉ đàng hoàng. Ngày xưa á, cái câu chuyện Phi Nhung cũng vậy, ảnh muốn thể hiện, hiểu không, ảnh muốn thể hiện đó, ai xin là anh em xã hội. Anh em xã hội đây là gì, ý là nó có băng có nhóm đó, ảnh dựng lên một câu chuyện kịch bản khá là hoàn hảo khi mà đi đến nhà tấn công cái người mà nói về Phi Nhung đó. Vậy sau đó thì bên phía cơ quan chức năng vào cuộc là cho anh ta một cái gọi là một cái phạt đó, và anh ta cũng thừa nhận đây là cái diễn của mình đó. Thì liệu chăng cái câu chuyện chị Giao này anh ta đang có một cái kế hoạch kịch bản nào đó để trục lợi trong cái câu chuyện mà Mạnh Thường Quân và chị Giao này không đó, khi mà chị Giao đang mang bầu và một người đã bị gọi là chồng tra tấn hành hạ rất là dã man đó, nhìn ai cũng thấy tội, ai cũng muốn đóng góp này hết. Liệu Asin có được trục lợi trong cái câu chuyện này hay không bạn Gia Đồng Bạc? Thì nói về cái vấn đề mà trục lợi thì tôi không biết có trục lợi hay không, nhưng mà trước mắt là với những cái hình ảnh mà của chị Giao mà được độc quyền ở trên kênh đó thì chắc chắn là thu về cái lượng view và cái lượng người theo dõi rất đông, thì cái lượng tiền YouTube là sẽ dồn về đó. Thì trước mắt là tôi nói là tiền YouTube đi, là trước mắt là tiền YouTube là đã là có ăn rồi đó. Tại vì đăng clip lên độc quyền chị Giao không thì người ta theo dõi rất là nhiều, đó là ùa tiền về. Rồi những cái khoản tiền mà nhiều khi có thể là người ta hỗ trợ, tại vì nói là tôi là người là bảo vệ cho chị Giao, tôi là đi từ những cái chuyến đi này kia tôi lo hết, thì chắc chắn ôi thương em quá này kia, em cực khổ thôi, chị gửi cho em ít tiền cà phê, tiền xăng xe máy bay rồi. Cái tiền cho là chắc chắn là không vi phạm rồi, cái tiền mà tiền cho người ta cho mình là mình sử dụng được, xài được, nên là những cái số tiền đó là chắc chắn là cũng có thể là có chứ ít hay nhiều thôi. Trước mắt là thấy hai cái lợi rồi, trước mắt là thấy hai cái lợi rồi, nhưng mà chị Giao thì tôi chưa thấy lợi ở đâu. Đúng rồi. Chị Giao thì tôi chưa thấy có lợi, tại vì tiền chị Giao bây giờ thì nói chung là trước mắt là những cái lúc mà anh em tới quay thì cũng người cũng vài trăm triệu cũng có, nhưng mà không nhiều, không nhiều. Rồi sau này thì bây giờ là tới đại gia chiến lợn thì đã hứa rồi, hứa cho giúp đỡ thì mình cũng mừng cái đó đi. Đúng rồi, mình mừng cho chị Giao, mình không nói gì với chị Giao. Tôi nói cái đề không gặp đại gia chiến lợn mà cái anh Asin này ảnh dành chị Giao, ảnh quay hết những anh em khác bỏ đi. Mà đặc biệt ở đây tôi nói Tâm Ròm là một kênh thiện nguyện và những cái Mạnh Thường Quân trên Tâm Ròm rất là nhiều. Và nếu như câu chuyện chị Giao thì có thể hỗ trợ cũng khá đó, nó thiệt. Nhưng bây giờ Tâm Ròm đã bỏ đi rồi. Mà cái Asin, review của Asin bây giờ thì có cho được cho chị Giao một Asin đồng một cắt nào chưa? Có giúp gì chưa? Và những lời chưa rồi chưa mà, mình chưa thấy rồi mà tôi thấy bảo đảm là những cái lời hứa mà khi mà nhận anh em gục thịt này là sẽ Asin sẽ có một lời hứa, tôi sẽ giúp cho gia đình này nọ. Tôi nói là có, thí dụ như có cho 1-2 triệu thì có đó, tôi có thấy 1-2 triệu thì có, nhưng mà giúp nhiều về cái vấn đề mà sau này cuộc sống sau này là có thể không có không, nhưng mà theo mình dự đoán là tới đây sẽ có một cái kịch bản rất là hay khi mà qua nhảy qua cái đầu của Asin đó, là sẽ có cái kịch bản rất là hay, gọi là kịch bản rất là ghê gớm và cùng gợn để đánh vào lòng thương của mọi người. Còn sắp tới đây sẽ có thôi, không đường nào không có chứ. Cái câu chuyện mà gọi là Phi Nhung, cái câu chuyện gọi là khó tin như vậy mà còn làm được mà. Asin là tài năng lắm. Đó. Có luôn cái thẻ nhà báo giả nữa. Đợi đó công an gọi là chụp hình lên mà. Đợi đó mình có làm cái gì clip đó rồi thì cái thứ gì ảnh không dám làm, không? Asin cũng nên em xã hội. Rồi quý vị mà khán giả mà nghe Asin mà lời hứa của bên chị Hà nè, quý vị còn nghe nè, để cho quý vị nghe là hứa này nghe. Không biết là chị Giao là hứa như thế nào rồi đó chị Hà nè. Hỏi lên. Tuấn này không phải là người phạm tội mà Asin là còn sống, quý vị và các bạn gặp Asin đi ngoài đường chồng cái quần lên đầu của Asin này. Rồi chuẩn bị quần đi, chuẩn bị quần nha anh em. Mình thua là mình phải chung hôn đấy. Rồi được rồi, nhiều quá nghe đủ hiểu rồi. Tuấn này không phải là người phạm tội mà Asin này còn sống, quý vị và các bạn gặp Asin đi ngoài đường chồng cái quần lên đầu của Asin này. Quá hay, hay quá, quá hay cho một cái tinh thần gọi là khẳng định của anh Asin. Rồi thì cả nhà vừa nghe Asin nói, nhưng mà ở đây là tất cả anh em đính chính lại một cái vấn đề là tất cả các anh em không binh vực thằng tướng Xà Lan. Không thằng tướng Xà Lan là một xấu, đúng. Không có là một người chồng tốt, không binh vực ha, không binh vực nó. Đúng. Nhưng mà nó có tội hay không là pháp luật người ta kết tội nó, chứ mình đây mình đâu có quyền mình khẳng định lên nó không có tội chồng quận đầu. Đúng rồi. Mình không có được quyền nói những lời đó. Không có. Có tội pháp luật xử lý. Đúng. Còn đây là những cái lời của Asin tiếp theo, mà những cái lời mà nói xúc phạm chính quyền luôn, để cho quý vị nghe. Và có những ai mà đang binh đang thần tượng quá anh Asin này thì nghe nha. Đây có phải là một anh đại không nha? Nghe thì cho nghe thằng biết rồi chúng ta. Đừng có dùng cái đồng tiền, đừng có nên dùng cái đồng tiền để che giấu tội phạm. Cho nên là bên bộ phận chính quyền
nhà nước Việt Nam, cảnh sát điều tra, bên ngành ngành gì? Nói lộn ra đó. Bên ngành pháp y lo để chạy án. Rồi, nghe như nó hiểu rồi. Hiện nay nó hoàn toàn là không trong sạch. Đó thì những đó là cơ quan gọi là bên điều tra mà muốn nhận tiền của anh để ém cái vụ này á, thì họ sẽ ăn cái đồng tiền dơ. Rồi. Xin nói lại trong cái câu chuyện này là bên Tấn Xà Lan đã chạy tiền cho bên pháp y cũng như là bên cơ quan điều tra. Nói chung là tóm lại câu chuyện nó là vậy. Đó, cái đoạn ghi âm nó là vậy. Thì anh nói cái này rồi, cái này là anh một pha tự hủy luôn rồi, đi vào lòng đất luôn chứ. Cái này đi xa luôn á. Nói chung á là tôi nói như thế này, thì cái câu chuyện mà của Tấn Xà Lan á là cũng phải có một sự tác động gì đó thì gia đình họ mới lên để mà họ nói. Và A Xin thì nói bu theo cái câu chuyện này. Chứ nếu mà thật sự là qua cái clip vừa rồi mà phát lên á, mà A Xin hiện tại bây giờ là con nuôi của mẹ của chị Hà, đúng không? Con đúng nuôi rồi, đúng rồi. Thì A Xin á, thay vì nói miệng, làm đơn tố cáo ngay. Tôi là gia đình làm đơn tố cáo về cái pháp y gì đó mà anh nói, làm đơn tố cáo ngay. Mà có đơn chưa? Hay là chỉ đúng nói rồi, mồm? Đúng rồi. Đúng không? Tôi nói đây là nói rất rõ ràng, nếu mà anh dám khẳng định nói vậy, làm đơn đi. Anh làm đơn, anh công dân, anh có quyền tố giác. Tố cáo nhưng mà anh tố cáo, anh có dám tố cáo không? Đó là một chuyện. Nói vậy làm chưa? Không, nhưng mà tố cáo sai là bị hình sự nha. Đó, tố cáo sai là dễ bị hình sự mà, đó. Chưa kể cả anh nói như thế này mà coi chức năng họ clip này mà đưa nghe, anh bị phạt nữa đó. Chắc chắn là tôi sẽ đưa clip này dài lên rồi. Đưa nhiều lần lên để cho bên phía cơ quan chức năng nói anh như thế nào. Chứ anh đừng lên mạng anh thể hiện anh là anh đại gì á. Để cái từ mà A Xin cùng anh em xã hội lâu ngày quá, tưởng đâu mình là anh em xã hội thiệt. Nói chung mà cái clip này là bậy bạn. Cái cuộc ghi âm này, cái clip đó mà lọt vô tay Tấn Xà Lan, bằng Tấn Xà Lan nó đem nó tố cáo, tố giác tội phạm là anh cũng mệt đó. Lợi dụng quyền tự do dân chủ xúc phạm đó. 331 nha. 331. Anh thì nói chung là cái lực thì anh chưa nghiên cứu bằng nhiều bằng tụi tôi đâu. Đó, tụi tôi là trải qua nhiều nên tụi tôi gần lắm. Những cái lời nói của anh là đủ 331 rồi, cấu thành tội rồi. Vu khống rồi là lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích quyền hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đó, gọn là cái điều 331 trong đó. Nói chung mà cái vụ Tấn Xà Lan á, nếu có dấu hiệu là hôm nay Tấn không bao giờ mà thoát được đâu. Tại vì sao? Đúng rồi. Thế mấy anh nghĩ cơ quan điều tra hay pháp y Việt Nam là dở, ở thế giới người ta còn khen kìa. Ở nước ngoài người ta còn khen về cái vấn đề mà điều tra như là khám nghiệm Việt Nam mình kìa, có dấu hiệu là hôm nay là xong hết rồi, toan rồi. Nhưng mà cái vấn đề mình phải chờ thôi, mình không có đi trước chầm rèn chạy trước ô tô, không kết luận ai được. Thấy không? Khẳng định, dám khẳng định người ta ha. Nếu mà không có là tôi xóa kênh tôi đội quần, tôi là người đi đầu tiên đi ra khỏi nước Việt Nam. Nhưng mà anh có đi được cái không cái vấn đề quan trọng. Thấy đó đâu đi được. Anh đi vô trong luôn rồi chứ không còn ngoài đâu, anh đi được. Nói thẳng như vậy. Tới đó là anh mất quyền tự do rồi. Mất quyền tự do. Mất quyền tự do đâu đi được đâu. Nên là anh phải trả giá cho những gì mình phải làm. Tại sao ngày hôm nay anh em mình có lại những cái clip mà nổi gọi là lên tiếng cũng rất là gay gắt về AC này. Thì mọi người biết rồi, A Xin là nói chung là một người lúc trước mình cũng rất là tôn trọng đó. Nhưng mà thời gian gần đây vì một cái lợi ích của mình mà lại lòi ra cái bản chất sống dơ. Đó, sống dơ, anh đừng lên mạng anh chửi YouTube nào dơ, anh kêu tên người ta anh chửi. Sai, thằng nào làm câu view kiếm tiền chứ. Anh cũng vậy, anh là thằng chuyên câu view kiếm tiền. Đó, anh là thằng chúa luôn chứ không phải là bình thường, thằng chúa luôn. Anh quá khôn khi mà anh độc quyền bà Giao, trong khi bà Giao đang hot, đúng không, bà chị Giao đang hot. Đó, anh lại đi độc quyền. Đó, anh thấy anh chơi khôn không? Nói chung là làm YouTube thì ai không kiếm tiền. Mà anh lên là anh nói là anh làm thì giúp đỡ, đừng có nói vậy ha. Nếu mà thật sự giúp đỡ đừng quay clip. Đừng làm gì hết ha. Đúng rồi, đúng không? Đừng quay clip. Lâu lâu mình úp ảnh lên thôi. Tới cái mức mà tôi nói ăn cháo, ngồi ăn tô cháo mà người ta không ăn được cái tô cháo nữa là anh hiểu rồi. Cũng ngu không yên với ảnh nữa đúng không? Không yên. Đúng rồi. Người ta ngồi ăn cơm cũng quay luôn mà tôi là tôi ăn cái chuyện ăn uống tôi ghét lắm. Người ta ăn uống tôi không bao giờ mà tôi ngồi bên chĩa máy tôi ghét cái chuyện đó lắm. Để cho người ta tự nhiên rồi ha. Để người ta tự nhiên ăn uống mà mấy anh giám sát như là tù vậy binh mà, vậy mà không có quê vô lai. Tới cái chuyện mà đi ra ăn không mà cũng ngồi đó mà làm. Theo tôi suy nghĩ là vài bữa là chị Giao mà có đi toilet là anh cũng quay luôn. Chắc có thể. Bạn tin anh vậy không? Có thể tôi nghĩ. Bây giờ ăn cơm thì ngày nào cũng quay rồi mốt đi toilet quay cho nó cái mới chứ có quy luật. Cái đó ảnh đang bảo vệ bị. Cái đó bảo vệ khi đi toilet luôn hả? Bảo vệ mà tôi nói á, mình đó là ra đất lạ quê người thì ít ra mình cũng phải tôn trọng những cái anh chị ở ngoài như chị Hồng Bí Ngô. Bây giờ bả cũng bị văng ra rồi bả đâu có được đi chung. Cắt tôi luôn rồi. Cắt hết. Để A Xin đi. A Xin là một cái điều gì đó gọi là làm dơ anh em YouTube miền Nam rồi. Đó anh em YouTube miền Nam tôi không có cái chuyện mà gọi là
là vì lợi ích cá nhân mà gọi là cắt đuôi những người khác, đúng không? Ai cũng làm được tốt, ai cũng tiền. Tội nghiệp cho những anh em trong miền Nam bay ra đó đợi, đúng không? Tiền xe rồi tiền máy bay của người ta hết mấy triệu, mà anh ở hôm nào ra anh cắt đuôi anh em. À, bây giờ anh ăn mình đó, mà anh trong khi đó anh nhắn tin tôi, anh gọi điện cho tôi nói là anh không có độc quyền. Rồi ngày nay thì tôi thấy nhìn ra được cái bản mặt, cái sự việc, cái bản chất của con người anh ấy dơ như thế nào rồi. Có hay không thì cái vừa rồi cái vụ độc quyền đó thì mọi người đã thấy, cái thứ nhất là clip ăn cháo, clip là bây giờ tới TikTok có thì chắc YouTube phải có. Không, đúng rồi, từ rồi. Cái đó gạt là trailer. Trailer đúng rồi, TikTok có thì YouTube có đó. Cái tin tôi đi. Quá hay anh xin ra. Chào tay, chào tay. Rồi, chào anh xin nha. Quá hay. Nãy anh đó. Coi mà tôi giật mình luôn á, tôi nói trời sao anh xin cái màn tự giả này, anh xin giả hay quá. Không, kiểu như là nhà cái gì ối ra rồi nút lại nhai lại. Nói chung là ra clip lại. Ở đây là tôi không có tức gì hết, tôi chỉ tức anh xin á lên nói á là cái vấn đề anh là người tốt, anh hùng, anh đạp người ta xuống, nói ta là cái dạng YouTube không được sạch, tôi ghét ở đó thôi. Chứ mà tôi không có ghét, tại vì ai làm gì làm chuyện của người ta, nhưng mà tôi không muốn cái vấn đề mà đạp người ta xuống, đưa mình lên rồi cắt đuôi anh em để mình ăn một mình. Sống vậy sống với ai, ai sống mà xã hội, anh em xã hội người ta đâu có chơi vậy. Để là cuối em gửi cho anh xin như thế này. Nói chung là anh làm khi mà được cái chen thì rất là nhiều người theo dõi anh. Khi mà hết cái chen nó đi, anh quay ma nó coi anh. Đó nên cái cuộc đời này nó còn dài lắm, anh còn nhiều chuyện lắm. Thế giới này còn nhiều cái chen lắm, vài bữa mình đi gặp mặt nữa người ta thấy anh chắc người ta chạy hết. Mấy mốt anh hỏi địa chỉ nào chắc đéo nào giống cho. Rồi bạn nói tôi xin phép nói một câu nữa thì thế này. Thì em với anh xin á là hai anh em có qua có lại với nhau, ví dụ anh xin clip của em, em cho, em xin anh cũng cho. Đó là anh em mình cái chuyện mà quan hệ xã hội với nhau. Và anh nói thẳng là em chưa từng liên hệ để nhờ anh giúp đỡ là kéo kênh hay làm gì có. Nhưng mà anh thì có điện thoại em, nói là lúc này kênh anh yếu quá, có gì có chen gì rủ anh đi với, rồi giúp đỡ kéo giùm anh, cái kênh anh là nó yếu quá trời hà, có gì đâu hú anh đi với. Đó là vậy, nhưng mà giờ không biết là em liên hệ anh cho em đi quay giao với, xin anh luôn á. Cho em xin anh cho em ảnh không, ảnh thấy bố à, bây giờ nó là ảnh cho mới được quay. Ảnh là như người nổi tiếng, ai cũng quan sát ảnh thời điểm này đó. Thôi nó chàng bạn nói chơi thôi, anh xin đây, anh để đó anh ăn lên luôn đi. Không anh ăn anh giận gì đó anh ngốn luôn đi cũng được nữa. Không, tụi em đéo cần. Rồi chị nghe anh xin. Không, tại vì tôi còn tiền của chị Giao mà, tôi đang giữ tiền của chị, tôi cho chị Giao, tôi phải gặp chị Giao. Tính ra tôi đây tôi cầm cũng một mớ này. Bây giờ xin được. Bây giờ tôi không giao luôn rồi. Xin cho phép là đó, tôi xin đó. Tôi nói thiệt là tôi có tiền mà. Riêng tôi là tôi cắt cái phần mà cho chị Giao luôn rồi, tôi nói với người gửi rồi. Người ta kêu gửi những cái mảnh đời khác đi. Ở đây có đại gia với Asin lo rồi. Đó thì mình cũng đừng có bận tâm tới nữa em. Đó, và cái vấn đề đó em sẽ nói lại ha. Rồi bây giờ clip đầu tiên đi. Clip đầu tiên để nói về cái vụ mà nhận chị nuôi đi. Rồi sẽ tiếp theo cái series thứ hai. Rồi, rất cảm ơn cả nhà nha.